Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã nghiên cứu và cho ra đời máy phun xương khử khuẩn 3A1200W, một thiết bị đa năng giúp bảo vệ bạn và những người xung quanh một cách hiệu quả. Máy phun xương khử khuẩn 3A1200W có tính năng vệ sinh, diệt các loại vi khuẩn, virus có hại, có thể bám trên quần áo, đồ dùng trong gia đình, phòng học, văn phòng làm việc, quán ăn, quán karaoke, trong xe ô tô, dùng trong các trang trại chăn nuôi, heo, gà, bò, cừu. Ngoài ra, sản phẩm có thể sử dụng để phun nước tạo ẩm, phun thuốc diệt trừ sâu bệnh cho cây xanh, vườn hoa. Để sử dụng máy phun xương khử khuẩn 3A1200W, người dùng chỉ cần thực hiện 5 bước sau. Bước 1, cho dung dịch khử khuẩn hoặc hóa chất vào bình chứa. Bước 2, kết nối máy với nguồn điện 220V, bật công tắc khởi động máy. Bước 3, điều chỉnh góc phun phù hợp. Bước 4, vặn núm để điều chỉnh lưu lượng phun. Bước 5, cầm máy di chuyển đến khu vực cần phun hoặc có thể đặt máy tại vị trí cố định tùy ý. Máy phun xương khử khuẩn cung cấp cho người dùng 6 cấp độ phun xương âm và có thể điều chỉnh một cách dễ dàng, từ đó tạo ra những hạt xương nhỏ li ti có kích thước từ 14 đến 25 micromet nên sẽ không hề gây ướt cho người hay đồ vật. Máy phun xương khử khuẩn 3A1200W trọng lượng 1kg cùng kích thước hết sức gọn nhẹ, dây nguồn có chiều dài lên đến 5m. Bạn có thể dễ dàng cầm máy trên tay và di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau. Với bình chứa dung dịch khử khuẩn có dung tích bình chứa 4,5 lít cùng tính năng điều chỉnh 6 cấp độ phun, máy phun xương cầm tay có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Với việc được trang bị một đầu phun có góc xoay dọc 45 độ, máy phun xương khử khuẩn 3A1200W có phạm vi hoạt động lớn, khá rộng khi phun cao và xa trong bán kính từ 8 đến 10 mét. Nhờ đó mà các loại thuốc khử trùng sẽ được lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Máy phun xương khử khuẩn 3A có phần thân máy được tạo nên từ chất liệu nhựa PP cao cấp, chống axit ăn mòn hiệu quả. Với nhiều ứng dụng trong cuộc sống, máy phun xương khử khuẩn 3A1200W với lực phun mạnh, kích thước hạt xương nhỏ, đảm bảo sự thâm nhập và phân tán các hạt hóa chất trong không gian khu vực cần xử lý. Các hạt xương nhỏ nên có thể lơ lửng một thời gian lâu trong không khí, giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus, côn trùng, trả lại cho bạn bầu không khí trong lành, sạch khoản. Sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật, máy phun xương khử khuẩn 3A1200W sẽ bảo vệ bạn và gia đình một cách toàn diện. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, bạn hãy liên hệ với công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú ngay hôm nay nhé! Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.